cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, sinh ngày mùng 2 tháng 10 năm 1952 tại Đàn Giản, tỉnh Hà Đông, nay là xã Thanh Thủy, huyện Thanh Oai, thuộc Tổng giáo phận Hà Nội. Ngày 30 tháng 8 năm 1980, ngài được thụ phong linh mục tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Từ tháng 3 năm 2008, ngài đảm nhận chức thư ký điều hành của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngài còn là chủ tịch Ủy ban Truyền thông xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 15 tháng 10 năm 2008, Đức giáo Hoàng Biển Đức 16 bổ nhiệm ngài làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 26 tháng 7 năm 2014, Đức giáo Hoàng Francisco quyết định thuyên chuyển ngài làm giám mục chính tòa giáo phận Mỹ Tho. Ngày 13 tháng 7 năm 2016, Đức giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm ngài làm thành viên Bộ Truyền thông của tòa thánh. Ngài là Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2019 và 2019-2022 ngài còn là chủ tịch ủy ban tu sĩ trực thuộc hội đồng giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2025.